skirt on, tuck my body in glitter. Clap, clap, front, baby, I'm not going home with y'all. Anh em nào mà đang sử dụng Galaxy Watch thì đây chắc chắn sẽ là một video dành cho mọi người. Khi mà nói tiếp sự thành công của Wear OS 3 thì sắp tới đây Google và Samsung sẽ bắt tay với nhau để mà cho ra mắt hệ điều hành Wear OS 4 với những nâng cấp mà mình thấy cũng khá là thú vị đó nha. Bên cạnh đó thì Samsung còn chuẩn bị cho ra mắt hệ điều hành giao diện mới, đó chính là One UI Watch 5 dành riêng cho những chiếc Galaxy Watch của họ. Vậy thì những cái nâng cấp mới này sẽ có những gì thú vị? Hãy cùng mình tổng hợp trong video này nhé. Còn bây giờ thì bắt đầu thôi. Đầu tiên thì anh em cần phải lưu ý, đó chính là Wear OS 4 sẽ chỉ hỗ trợ cho Galaxy Watch 4 trở lên. Vậy nên thật chia buồn với những anh em nào vẫn đang sử dụng Galaxy Watch 3 cũng như là những chiếc Galaxy thấp hơn. Nếu mà anh em cũng đang tiện muốn update lên những chiếc Galaxy mới á, thì mình cũng tiện chia sẻ với anh em một điều, đó chính là Galaxy Watch 4 cũng như là Galaxy Watch 5 đang được sale với một mức giá cực kỳ yêu thương tại thế giới di động luôn. Cho nên là nếu mà anh em cần tìm mua á, thì link mình sẽ để bên dưới phần mô tả nhé. Thay đổi đầu tiên được Google thông báo, đó chính là những chiếc smartwatch chạy hệ điều hành Wear OS 4 sẽ có thời lượng pin tốt hơn rất nhiều so với hệ điều hành cũ là Wear OS 3. Mặc dù Google chưa có thông báo chính thức là những cái cải tiến này sẽ như thế nào ấy, nhưng mà đây cũng là một điều đáng để trông chờ đúng không? Đặc biệt là với những bạn nào mà lười việc sạc pin liên tục cho chiếc smartwatch hiện tại của mình ấy. Một trong những cải tiến của Wear OS 4 là sử dụng trình chỉnh sửa mặt đồng hồ Watch Face Format. Nâng cấp này sẽ được Google và Samsung phát triển để cho phép các nhà sáng tạo mặt đồng hồ Wear OS ở định dạng XML. Định dạng mặt đồng hồ mới này có thể được áp dụng để tạo mặt đồng hồ trực tiếp hoặc tích hợp với các công cụ tạo, đồng thời cho phép các nhà thiết kế tạo mặt đồng hồ mà không cần phải viết bất kỳ một dòng code nào hết. Với định dạng mới thì Wear OS 4 cũng sẽ hạn chế được việc bảo trì và ít phải cập nhật hơn so với mặt đồng hồ được tạo bằng JPEG Watch Face, cũng như là sẽ giúp tiết kiệm pin tốt hơn. Một trong những cải tiến mà mình rất là thích và chắc chắn anh em cũng vậy, khi Wear OS 4 sẽ có thêm tùy chọn kết nối đồng hồ thông minh với điện thoại mới mà không cần phải thực hiện khôi phục cài đặt gốc. Đây là một trong những tính năng mà mình nghĩ người dùng đã mong muốn được thấy từ lâu trên những chiếc đồng hồ thông minh của Samsung rồi. Bên cạnh đó thì Wear OS 4 còn hỗ trợ tính năng sao lưu và khôi phục, từ đó người dùng có thể chuyển dữ liệu từ đồng hồ cũ sang đồng hồ mới. Vì chứ mỗi lần mà muốn kết nối một chiếc điện thoại mới là mình phải xóa hết data này, rồi sau đó phải ngồi setup lại từ đầu nữa, rất chi là mất thời gian nhá. Sau sự thành công của tính năng chuyển giọng nói thành văn bản thì với bản update mới của Wear OS thì tính năng chuyển giọng nói thành văn bản cũng sẽ được cải thiện một cách mượt mà hơn. Mình nghĩ việc update này cũng sẽ có liên quan đến việc sử dụng Google Assistant trên Galaxy Watch. Biết đâu được là cô nàng trợ lý này sẽ có thêm được những tính năng mới này, và chúng ta cũng có thể sử dụng tiếng Việt để mà ra lệnh cho nó thì sao? Google cũng đang lên kế hoạch cho việc đưa ứng dụng Gmail và Google Calendar lên hệ điều hành Wear OS. Đối với Gmail thì người dùng có thể trả lời email ngay trên đồng hồ. Trong khi đó thì Google Calendar sẽ giúp cho người dùng có thể kiểm tra lịch, xem các sự kiện hoặc là kế hoạch. Wear OS cũng sẽ được tích hợp sẵn Google Home để người dùng có thể điều khiển các thiết bị trong nhà. Không biết ở đây các anh em nào sử dụng WhatsApp không ha? Bởi vì sắp tới đây á thì ứng dụng này sẽ có mặt trên Wear OS và người dùng có thể trả lời cuộc gọi trực tiếp từ WhatsApp ở trên đồng hồ luôn. Ngoài ra thì Spotify trên Wear OS mới cũng có thêm tính năng, đó chính là phát tập mới của podcast và hỗ trợ cho trí tuệ nhân tạo AI. Và trên đây là những thông tin mà mình tổng hợp được về Wear OS 4. Thì hệ điều hành này sẽ được cập nhật sẵn trên chiếc Galaxy Watch 6 được ra mắt vào cuối năm nay. Vậy nên là chúng ta hãy chờ tới khi mà bản chính thức được ra mắt để xem là có những gì mới ha. Bên cạnh Wear OS 4 thì những người dùng Galaxy Watch còn đón nhận thêm một tin vui khi mà mới đây Samsung vừa tiết lộ những cái chi tiết đầu tiên của bản cập nhật One UI Watch 5. Và tất nhiên là các bản cập nhật này cũng sẽ được ra mắt chung thời điểm với lại Galaxy Watch 6 Series. Những cải tiến của One UI Watch 5 sẽ tập trung vào 3 khía cạnh chính, đó chính là giấc ngủ, các công cụ thể dục thông minh và tính năng an toàn cũng sẽ được cải thiện. Giờ thể cùng mình điểm qua từng khía cạnh chính nhé. Với cải tiến về giấc ngủ thì One UI Watch 5 sẽ giúp người dùng theo dõi và hiểu mô hình giấc ngủ cá nhân thông qua giao diện người dùng mới, cung cấp thông tin chi tiết về giấc ngủ của người dùng.
Tính năng huấn luyện giấc ngủ cũng sẽ giúp người dùng có thể xây dựng được thói quen ngủ lành mạnh và hỗ trợ kết nối tốt hơn với Galaxy Watch cũng như là các thiết bị tương thích với lại SmartThings, tạo ra một môi trường thân thiện với giấc ngủ. Nói nôm na chính là chúng ta sẽ có một cái giao diện về giấc ngủ mới để mà dễ sử dụng hơn á. Ngoài ra, cảm biến theo dõi nhiệt độ cơ thể chắc chắn cũng sẽ ảnh hưởng đến việc cải tiến này. Theo những thông tin mà mình cập nhật được thì cái tính năng cảm biến nhiệt độ này đã có thể sử dụng được ở một vài nước như là Mỹ, Hàn Quốc và một số nước ở châu Âu. Vậy nên là mình hy vọng là khi mà Galaxy Watch 6 được ra mắt chính thức ấy thì chúng ta có thể sử dụng được cảm biến này ở Việt Nam. One UI Watch 5 sẽ mang đến những nâng cấp về luyện tập. Với tính năng Heart Rate Zone thì người dùng có thể đặt mục tiêu luyện tập dựa trên 5 mức cường độ khác nhau: khởi động, đốt mỡ, tim mạch, luyện tập chăm chỉ và tối đa. Đồng thời thì tính năng bài tập lộ trình mở rộng cũng sẽ giúp cho người dùng trải nghiệm được nhiều hoạt động hơn với việc chạy bộ và đi bộ. Ngoài ra thì One UI Watch 5 còn đưa tính năng Run Workout mở rộng với hoạt động chạy bộ và đi bộ được bổ sung. Đồng thời thì người dùng Galaxy Watch 5 Pro còn có thể dễ dàng truy cập vào các tập tin GPS thông qua ứng dụng Samsung Health để có thể theo dõi và phân tích tiến độ tập luyện của mình một cách chi tiết và chính xác. Cuối cùng là những cải tiến về mặt an toàn. Hệ thống SOS cũng sẽ được cập nhật giúp người dùng có thể liên lạc trực tiếp với số điện thoại khẩn cấp và chuyển tiếp thông tin vị trí cũng như là thông tin y tế của người đeo. Đặc biệt với tính năng phát hiện té ngã thì nếu như lúc trước chúng ta sẽ phải cài đặt theo cách thủ công á, thì bây giờ nếu mà hồ sơ người dùng từ 55 tuổi trở lên á thì sẽ tự động cài đặt sẵn mặc định luôn ấy, để mà giúp tăng độ an toàn nếu mà có lỡ xảy ra tai nạn. One UI Watch 5 sẽ có phiên bản beta dành cho Galaxy Watch 4 và Galaxy Watch 5 thông qua ứng dụng Samsung Member. Tuy nhiên thì Samsung chưa công bố lại chương trình beta này sẽ diễn ra ở quốc gia nào, cho nên là chúng ta sẽ đợi những tin tức mới từ hãng ha. Nếu mà chương trình beta này có ở Việt Nam thì chắc chắn là mình sẽ lên video ngay cho anh em luôn. Và trên đây là những thông tin về Wear OS 4 cũng như là One UI Watch 5 mà mình đã tổng hợp được. Với những cải tiến mới thì chắc chắn chúng ta đều trông chờ vào việc hai hệ điều hành này sẽ kết hợp với nhau như thế nào để mang lại một trải nghiệm mới dành cho người dùng. Không biết là anh em trông chờ vào cải tiến nào nhất, cũng như là hy vọng vào cái tính năng đặc biệt nào sẽ xuất hiện trong tương lai. Hãy để lại một ý kiến cho mình biết nha. Và nếu thích video này, đừng quên để lại một like cũng như là một subscribe dành cho kênh Thế Giới Đồng Hồ. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Bye bye.